Chào các bạn, đây là cầu gỗ Ông Cọp nha. Cũng được nhắc đến với tỉnh Phú Yên. Một cây cầu khá dài. Đi thử cái xem sao. Tôi nhìn ra không trời xanh bao la, nhưng đàn chim vô cánh bay xa. Ở đây có rất nhiều đinh lộn trộn. Mình cảm thấy là dễ bị thủ xăm. Như là có cả thu phí. Bao nhiêu anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.